Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Huyền và món ăn gia đình Việt Nam. Hôm nay Huyền sẽ đi hội chợ Hà Nội. Mọi người hãy cùng đi chơi với Huyền nha. Let's go. Huyền hiện tại giờ đang ở khu hàng khoai á mọi người. Mời cho mọi người xem khu hàng khoai. Bây giờ Huyền sẽ dắt mọi người cùng đi ăn tạp phở với Huyền nha. Mời mọi người. Mọi người ăn tạp phở cùng Huyền nha. Cái này là tạp phở Bắc mà. Ở nào trong Nam mình thì gọi là đậu hũ. Ngọt ngon lắm mọi người. Hạt chân châu á thì giòn giòn sực sực. Còn á hả, rau câu á mềm mềm mát mát cùng hòa với lại nước đá với nước đường để mát lắm mọi người. Chị mới chuyển ra. Mát lắm. Hà Nội hôm nay cũng hơi nóng, vì ăn cái này mát tuyệt vời luôn. Này mọi người ơi, để chị nấu xong nha. Ký ức của bao người. Một cái này bao nhiêu ra tiền nhỉ chị? 20.000 đồng. Dạ 20.000. Chỉ có 20.000 đấy. Ai có ai ở Hà Nội ra mua giùm chị nha. Video của Huyền hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người có yêu thương Huyền, mọi người cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút chia sẻ và một cái tim nha. Để Huyền xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video vào ngày mai. Xin chào tạm biệt.